Rồi hello, mình chào anh em nha. Thì hôm nay mình cái con máy mà quay 110 đời 2000 mà anh em nhớ, mà cái con máy mà con xe mà mình kêu mà 62 triệu mà con xe mà mình nói nguyên cục máy cọp mà sườn với máy mình bán 32 triệu đó. Thì hôm rồi khách chốt đầu lòng, mình rã đầu lòng rồi đó, hôm nay mình rã ba nắp ra mình giao cho khách. Thì bộ giấy ngoài trước kìa, anh em có chơi thì chơi hú mình đó. Hôm rồi chắc anh em cũng trông ngóng bộ nồi nữa dữ rồi đó. Bộ nồi này thì nói thẳng mình rã ra là mình không có chùi, không có chùi, không có lau gì cho nó sạch hết trơn á, nó dính mấy cái bận dơ dơ nè anh em nhìn nè. Nè, mình không có thèm lau thèm chùi trơn á, nguyên bản như mà chơi đó. Đó, bộ nồi này mình báo giá anh em luôn, bộ nồi này mình bán cho anh em giá là 4 triệu, mình bao anh em chạy. Nếu mà anh em mà về mà anh em phát hiện một tiếng giọng tiếng hú nào á, quay đầu đó, mình bán 4 triệu. Tại anh em phải nhớ nè, mình bán ở đây đồ máy cho anh em, mình test trực tiếp ở trên xe cho nên là khó phản lắm, anh em nên nhớ điều đó đó. Ok anh em, mình vào luôn, đỡ mất thời gian đáp tiếc còn hết trơn nè đó. Mà nồi này 100% là không có hú gió luôn nha anh em, mình nói thẳng luôn, mình test rồi cho nên là khỏi cần phải coi nhiều. Cái chuông là nói chung cỡ tờ tiền anh em, nói nào ngay có vợ cỡ tờ tiền nha, có mới nói nha anh em đó. Bố ba càng LK nhìn cũng còn rất là ok, cũng còn đẹp đó, rất là mạnh, bắt cực kỳ mạnh anh em, bắt mạnh lắm, không có một tiếng hú gió nào hết trơn á. Mình bán 4 triệu, tại vì nồi mình test trực tiếp trên xe anh em, miễn có bàn đi, full phụ kiện này nha anh em. Còn nồi sau nè, à, nguyên bản nguyên si của nhà của người ta sao là mình rã ra y chang vậy đó. Đây 2000 đó, bu la bu liếc còn nguyên green. Bộ nồi này chạy không có bựa một miếng luôn nha anh em, chạy không bựa, không chờ một giây một phút nào hết trơn á, mình test kỹ lắm rồi đó, không bựa không nhựa không hú, không chờ một giây nào hết trơn á. 4 triệu anh em về cứ để dơ nè, lắp lên xe cho em, rồi muốn muốn gô đai rồi xả nhớt cặn gì đó xả sao nó nghe em đi, em bao cho anh em chạy. Còn bộ số này á, anh em nào lấy bộ số này á, em bán anh em giá là 1,7 triệu, full cốt đạp cốt số báo số, cốt đạp cốt số là hơi bị đẹp á. Đây đáng tính ra không quay clip tối đâu, sẵn bữa nay về được 2 con máy whip lên clip luôn, nay về được con máy 99 không đề, con máy này đẳng cấp luôn anh em, ô đô nó đi tập khoảng 26.000 thôi. À, bộ số này em xin lỗi anh em nha, bộ số này em bán cho anh em 1,5 triệu à, chứ không phải 1,7 triệu nha. Bao hú cho anh em nha, em bán bao hú cho anh em đàng hoàng nha anh em, anh em chơi alo mình, mình không có rửa có chùi đâu, mấy bữa nay mình bệnh cho nên nói chuyện cái tiếng nó không có được trong trẻo, anh em mong anh em thông cảm bỏ qua cho mình nha anh em. Còn củ đề nè, nó cực kỳ em luôn, nhưng mà tem nó có trầy miếng, anh em có lấy thì mình vệ sinh cho mình chưa rửa luôn. Củ này 800 nha, nói chung củ này có thay than, có vô mỡ, người ta có thay than vô mỡ rồi nha anh em, cho nên nó rất là em, nó không có một tiếng gào gì chân á. Củ này 800. Còn cái lốc bơm này thì mình bán rồi, lốc bơm nhớt rồi mình bán rồi, còn cây dên của nó anh em nào lấy á, thì cây dên này anh mình bán giá là 2 triệu đó, bao anh em đẳng cấp đó, bao anh em luôn, như dân ép luôn nha, nói thẳng với anh em một câu luôn là như dân ép luôn đó, mình quay cho anh em coi tận tình luôn, ác trên ác dưới cho anh em coi hết, không có giấu giếm bất cứ thứ gì chân á. Dân đi chuẩn không chuẩn nhìn đây biết liền ha, bao đâm cho anh em xài nha, dân này là bao đâm cực kỳ em á, dân chuẩn không chuẩn em nhìn đây với em nhìn đây là biết liền rồi. Cái dân này bán 2 triệu nè, bao xài chứ anh em đừng có thấy dơ, dơ không có nói lên được điều gì đâu, mà sạch cũng chưa chắc gì đã êm, tôi nói thẳng luôn, sạch chưa chắc gì đã êm, mà dơ cũng chưa chắc gì không êm. Anh em ok anh em, bây giờ tiếp theo nữa là anh em chào với anh em chơi thôi, còn anh em là có nhá ý liên hệ, cục máy này giá mặn lắm, em mua mặn đó. Mình nói thẳng với anh em, máy không đề á, cái dòng này á, thì thật sự nó rất là tiện ích cho anh em mình ở trong cái thời điểm này, mình dọn xe giá cả hợp lý
Nhưng mà máy không đề mà anh em kiếm một con máy 99 gạch ghi như thế này á, đếm trên đầu ngón tay, đa phần máy không đề là 201 là chủ yếu. Đó. Theo em biết nha, đa phần máy không đề 201 là chủ yếu. Anh em kiếm một con chuẩn máy 99, bách lòng 99 luôn này, còn vàng khè luôn, em chưa rửa máy này, em mới nhận là tối luôn. Lòng chữ nhỏ nè. Nắp cò số 8 trên dưới luôn nè, chưa động chạm luôn. Nè. Nè, đầu nồi nguyên rin nè. Em chỉ mới ủ dầu 4 ốc đầu chơi thôi nè, nó dần khè nè. Thấy không? Ron nè. Đầu ET-3. Máy nguyên bản luôn á, em chưa vệ sinh gì luôn, bách lòng dần khè. Cục máy này hơi bị đỉnh nha anh em, Odo mới có 20 mấy ngàn thôi nè. Hồi xưa khi mà Honda Thái Lan nó sản xuất ra máy á, là nó sẽ dán một cái tem ở đây nè. Anh em để ý mấy cái máy ghi 125 đi. Nè, tem này vẫn còn nè. Nồi đúng nồi 99 luôn, nồi cọp, em hứa anh em luôn, cục máy này gã ra cực kỳ cọp luôn. Cục máy này giá cây nha, máy này em mua không có bình xăng con. Máy sạch bon anh em, máy 99 mà nồi sạch bon à. Đi chơi. GN8 nè anh em thấy không? GN8 nè, nồi gặt ghi 99 luôn nha. Máy này hiếm nha anh em, cực kỳ hiếm, cục này mắc nha, cục này không rẻ đâu, cục này tầm khoảng 10, nếu mình giao cho anh em á, mình giao anh em là 18 hoặc là 17 năm. Đó là mình hỗ trợ anh em. Ví dụ như anh em nào nhanh lẹ mình bán anh em 17 năm mình kiếm 1.500.000 thôi. Còn nếu mà như mình ngâm thì bán 1.18 á, máy này á, đừng có thấy nó nổ nổ như vậy nha. Máy này mình mới về tối luôn nè. Máy này cọp á, coi xăng nó trắng phiếu luôn nè anh em coi nè, thấy không? Nguyên bản nhà máy của nó từ xưa tới giờ nó lên xe mà đậu xe này đậu rất là lâu, em hứa anh em luôn. Xe này đậu hơi bị lâu á, sơn cam chưa thay nữa nè. Đó, cái cốt tải như mới luôn nha anh em, cốt tải đúng cốt tải đồ bằng 99 nè. Đó, thì mình sơ bộ cho anh em con này là cực kỳ nha, mình hứa anh em máy cọp đẳng cấp. Đó, tôi nói thẳng luôn, máy không đề anh em cứ đi hỏi như anh em gã bán đi. Đó. 99 là đếm trên đầu ngón tay, nếu đúng gạch ghi 99 nó còn số 8 bách lòng 99, bách lòng này bán nhiêu tiền rồi. Máy này em giao, nếu mà em rửa sạch em vệ sinh này nọ anh em ngon lành hết, em bán từ 17 năm đến 18 tùy khách. Còn nay em về được cục hàng cũng cực kỳ hiếm nè. Con máy 204 có đề nè, con này cũng đếm trên đầu ngón tay luôn. Đa phần máy quay thái 204 là máy không đề hết trơn à. Kiếm một con có đề mù mắt luôn, máy này cọp nha. Máy này chuẩn Odo luôn 27 ngàn. Chuẩn Odo đồng hồ luôn 27 ngàn. Miễn bàn, đầu nồi nguyên zin full đồ, cốt treo máy thì đủ. Con này em giao anh em là 204 có đề nha, cực hiếm nha anh em, đầu TH luôn, đầu TH8 luôn nè. Con này nếu anh em nào lấy em giao anh em tầm giá 16. Máy này là quay 100 thái 204 nha. Cây cốt tải nó như mới luôn á, em nhớ máy này nhông sinh dĩa hình như còn luôn cái gì á. Đó, ba nắp là sơn zin khét ngạt, đẳng cấp luôn nha anh em. Ba nắp sơn zin cọp dữ lắm nè. Con cờ nó vẫn đứng nè. Nè anh em nhìn nè. Nó quay thái 204 có đề, cực hiếm nha anh em. Đa phần quay thái 204 là không đề hết, 9/10 là không đề hết trơn rồi, full bộ xử lý khí thải. Mực màu còn hết trơn luôn, đây còn số 110 gì nữa nè. Nguyên bản nguyên zin em chưa đụng chạm gì vô luôn. Cái ống này còn đen thui luôn. Trời ơi, coi con này ông nội coi nè. Anh em nhìn nè, khủng khiếp không? Nè, nhìn nó phê nè, cái gon của nó nè. Nè. Nhìn cái gon nè, anh em nhìn thấy phê không? Nè. Anh em nào có điều kiện á, mấy cái máy này chơi mới phê nè anh em, mới đỉnh mới đẳng cấp. Đó, quay 204. Đó. Có đề. Máy cọp nha, máy nội đô đúng chuẩn luôn, 26 ngàn, full bình xăng con, full bộ xử lý khí thải. Em nói anh em cái xá xị nó bên đây mà nó chưa găng luôn á, cái xá xị như mới luôn á nè, còn đáp luôn nè. Đó, cái trái lọc ở dưới này còn trắng phiếu nè, như mới luôn nè. Cục máy này em giao anh em full đồ luôn, tầm 16 full bình xăng con luôn á, full á.
Đó rồi anh em có chơi thiện chí hú mình. Đó anh em nào đang dọn xe dịp Tết này hú mình, chào anh em nha.